xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người làm một loài hoa mà mình rất là thích. Và mình tin là cũng có nhiều bạn thích loài hoa này giống mình. Đó chính là hoa hướng dương đó. Rồi thì những cái khóm hoa như thế này các bạn có thể sử dụng trong hoạt động gốc, đi dạy học á. Hoặc là các bạn có thể làm để lên bàn của mình thì cũng khá là đẹp đúng không? Rồi bây giờ thì mọi người làm với mình nha. Để làm một đóa hoa hướng dương thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình giấy xốp, tất cả các màu như thế này nha. Mình đã chuẩn bị nè. Màu nâu, màu xanh lá cây và màu vàng thì chúng ta chỉ cần dùng xốp 1 ly thôi. Còn với màu xanh biển mình dùng làm phần đế nên mình sẽ chọn xốp 3 ly hoặc là 5 ly nha các bạn. Ở đây thì mình dùng xốp 5 ly nè, cho nó cứng cái đế đó. Rồi keo 502, súng bắn keo nè, keo đốt và một cái bằng ủi nha các bạn, còn gọi là bằng là đó. Rồi bây giờ chúng ta làm nha. Với phần hoa hướng dương chúng ta sẽ dùng giấy xốp màu vàng nè. Các bạn sẽ phác họa cho mình ra một cái cánh hoa hướng dương. Thì hoa hướng dương nó sẽ gồm có một cánh lớn ở phía dưới và một cánh nhỏ ở phía trên ha. Các bạn, như vậy là mình đã có được một cái cánh hoa hướng dương tương đối đẹp rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái khuôn này để mình cắt thêm cho hai cái như thế này nữa. Tức là một cái bụi hoa hướng dương của mình sẽ có ba cái hoa đó các bạn. Rồi như vậy là mình đã cắt xong ba cái hoa hướng dương bằng nhau đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giữ một bông này để mình làm hoa nhỏ. Còn hai hoa này mình sẽ làm hoa to nha. Đây mình sẽ dùng hoa này làm hoa nhỏ phía trong thì mình sẽ vẽ một lớp ở dưới nó to hơn lên như thế này. Đó các bạn, như vậy là mình sẽ có cánh to cánh nhỏ như thế này đúng không? Rồi bây giờ nha. Với hai cái hoa này thì mình sẽ cắt cái cánh ở trong nhỏ hơn. Rồi như vậy là mình có được ba cái hoa hướng dương nha. Một cái hoa to nhất và hai cái hoa nhỏ hơn này. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bằng ủi. Là bằng là đó các bạn. Mình sẽ ủi lên những cái hoa này để cho nó có độ cong nhất định nha. Mình sẽ ủi thử cho các bạn xem nha. Các bạn cứ đặt cái bằng là lên cái hoa đó, canh khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi. Thì các bạn lấy lên chứ để nó queo, nó bị ái xốp đó các bạn. Đây là chưa được nè. Mình vặn bằng là ở mức thấp thôi nha. Đó các bạn, như vậy là cái hoa của chúng ta nó có một độ cong rồi đó. Mình sẽ uống nó lên nè. Cái này mà nhà bạn nào có máy uống dạng như máy duỗi tóc vậy đó thì các bạn có thể kẹp cái máy duỗi vào đây các bạn uống cánh hoa cũng được. Nhưng mà bởi vì mình không có nên mình sẽ sử dụng bằng là nha. Mọi người, như vậy là đã có ba cái hoa hướng dương sắp hoàn thành rồi đó.
Bây giờ thì mình sẽ làm cho nó một cái nhụy nữa nha. Rồi, để làm nhụy hoa hướng dương thì các bạn sẽ cắt cho mình một đường thẳng khoảng 2 cm thôi. 2 cm là được rồi các bạn ha. Đây, như thế này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cục đôi lại nè. Cục đôi lại và mình cắt. À, các bạn hiểu cách cắt như thế này không? Các bạn cứ cắt từng sợi lên như thế này, nhưng nhớ là đừng có làm nó đứt ra nha. Đó, nó sẽ như thế này nè. Được chưa? Mình cắt hết cái đoạn dây này luôn nha. Đó, được chưa? Như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn lại nè. Mình sẽ có được hình dáng như thế này. Rồi bây giờ mình đốt keo lại để cho nó khỏi bung ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần thân hoa nha. Thì cái thân cây hoa thì mình sẽ làm xốp dày nha các bạn. Ở đây là mình dùng xốp 5 ly nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt những cái thân thẳng. Các bạn cắt cái thân hình vuông á thì 5 ly, thì bây giờ các bạn sẽ cắt 5 ly đó. Hoặc là hơn một xíu cũng được, cho nó đứng cho chắc chắn cái cây mình là được rồi nha. Các bạn có thể cắt độ dài dài ngắn khác nhau nha. Thì dán cái thân hoa vào cái hoa thì các bạn nên dùng keo 502 nha. Cẩn thận để dính tay nha các bạn. Đặc điểm keo 502 là dán xốp nó rất là ăn nè, đụng phát là dính liền à. Rồi, xong 3 cây hoa đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt sửa lại chiều cao của nó này. Đó, các bạn dựng đứng nó lên rồi mình sửa chiều cao cho vừa ý mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán 3 cái hoa này vào nè. Thì để 3 cái hoa này nó tạo được một cái chân trụ chắc chắn thì các bạn nên dán nó dính một khối lại với nhau nha. Đừng có dán mỗi chỗ một cái hoa như thế này thì nó sẽ không có đứng được đâu. Mình sẽ dán chúng vào với nhau trước này. Rồi thế là ba cái cây hoa của mình nó dính lại thành một khối rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán nó vào cái đế nha. Các bạn nhỏ keo vào phần chính giữa chân đế nè, sau đó đặt liền khóm hoa vào. Đó. Các bạn thấy không, nếu như mình dán như thế này thì ba cây hoa của mình nó rất là khó đứng, thấy chưa? Nó sẽ bị ngã như thế này nè. Đó, thì bây giờ chúng ta dán dính chúng vào với nhau luôn. Dính chúng lại thành một khối luôn. Mình dán keo đốt à, dính tay là chuyện hàng ngày luôn á, rất là đau. Đó thì các bạn nhớ cẩn thận nha. Rồi vậy là bó hoa của chúng ta nó đã đứng được rồi đó. Thấy chưa?
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm cho nó những cái lá nha các bạn. Lá hoa hướng dương thì sẽ hơi to một xíu. Rồi có những cái đường vân nhỏ nhỏ nữa nha. Và các bạn, như vậy là mình có 3 cái lá nha. Rồi mình sẽ ủi cho nó hơi cong một tí này. Rồi mình sẽ vẽ đường gân cho nó nè. Dùng bút bi thôi các bạn, đơn giản thôi. Rồi mình sẽ tìm vị trí để mình dán cái lá vào cho đẹp nha. Nhớ dán cái chiều cong nó hướng ra ngoài nha các bạn, chứ đừng có úp nó vào cái thân nha. Và đây là sản phẩm của mình nè. Đó, cho các bạn quan sát kỹ bốn bên luôn. Khóm hoa hướng dương như thế này thì vừa đơn giản dễ làm mà cũng rất là đẹp đúng không các bạn? Thì mình tin là các bạn sẽ tự làm được thôi. À, nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để các bạn sẽ coi được những video hướng dẫn làm các cái loại hoa tiếp theo của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nè.